đã đến thời khắc. Chúng ta cũng bước vào một giai đoạn mới, một giai đoạn nhiều thách thức và cơ hội. Đã đến lúc chuyển mình, kết nối, cùng nhau bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự khác biệt, kết nối sức mạnh để tạo nên những kỳ tích. Bạn đã sẵn sàng để đồng hành cùng tôi đi vào kỷ nguyên thành công tỏa sáng, kỷ nguyên của những thành tựu rực rỡ và phát triển vượt bậc. Một hành trình mới chính thức bắt đầu.